con này chân tay nó dài thật đấy. Được rồi, hôm nay ta sẽ đấu võ với ngươi để xem ai chiến thắng. Tráng ơi, tớ mới học được môn võ này á, để xem là có đánh bại được con này không nhá. Nào, úi giời ơi, úi giời. Cẩn thận, úi con này nó chơi dặm chân. Các bạn ơi, có ai hay uống sữa chua uống này không? Đây là sữa chua uống men đấy, uống cái này rất tốt cho hệ tiêu hóa nha. Bạn nào hay bị táo bón lâu năm ý, uống cái này hơi bị tốt luôn. Ngon thế cơ chứ này. Có ai nghe gì không nhỉ? Tiếng của ai kêu cứu nhỉ? Ô, có con gì nó vắt vẻo trên cây kìa. Để mình thử ra xem mới được. Ui, đây này. Đây là con gì đây nhỉ? Có bạn nào biết đây là con gì không? Tớ đố các bạn biết đấy. Đây là con hóc ghi vua ghi đấy các bạn ơi. Con này là con người xấu. À, đang kêu cứu, đang kêu thả ra. Còn lâu nhá. Cậu cứ ở trên cây này đi. Cậu là người xấu, nhìn kìa cái mặt này. Mồm to ơi là to luôn nhá. Bao nhiêu răng này. Xong rồi cái mắt thì lồi này mọi người ơi. Đây các bạn để ý thấy không? Cái chân thì dài á. Con này mà thả ra có khi là nó đánh mình đấy các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ tớ sẽ kiếm một cái gậy nhá. Để tớ chọc cho cái con hóc ghi vua ghi này nó buồn nhá. Huggy Wuggy này nè, chuyên đi bắt các bạn con vật để hạ bẫy các bạn ơi. Ù nách này. Ôi con Huggy Wuggy đang buồn cười các bạn ơi. Ôi tớ xem trên phim mà con này cực kỳ độc ác luôn mọi người ơi. Con gì nó đang đến thế này? Con này là con Huggy Wuggy to à? Ôi thế đây là con Huggy con. Đây là con Huggy bố. Ui, con nó đang đến mọi người ơi. Chạy thôi. Đúng rồi, qua lại đây nào, chạy lại đây. Các bạn ơi, mình có con robot này á. Các bạn nhìn thấy nó đẹp không? Trông như phi hành gia luôn ấy. Mà con này của mình nhá, nó hơi bị siêu luôn. Nó có thể biết xoay vòng luôn này. Đấy, nó biết đấm bốc luôn này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấm bốc đi. Đấy chưa? Hơi bị ác luôn. Đặc biệt á, hôm nay mình mang con này ra đây á để bọn mình đi chơi đấy, đi tìm đồ đấy. Con này của mình á, nó có cái sóng radar ở trên cái mũ này, nó tìm được mọi vật thể luôn. Robot ơi, đi tìm đi. Đi nào, xem nào. Ui, nó đến chỗ này rồi. Ui, cái gì nó chui trong cái bãi cỏ này này các bạn ơi. Wow. Bẩn quá. Bẩn hết rồi. Ui, đây là một cái xe tăng à. Đúng rồi đây này. Ở dưới này nó là những cái bánh xích của nó này các bạn ơi. Xe tăng thì nó mới chạy bằng bánh xích nhá các bạn nhá. Đấy, à, con này hôm nay tìm được một cái đồ này hay đấy. Trên này nó còn có cái khui, cái này nó xoay được này. Khẩu súng của xe tăng còn xoay này. Hay chưa? Ui. Cái gì đấy? Ô, lại là bạn Trang à? Sao cậu lại đứng ở đây? Tớ đang đi chơi với robot của tớ. Cậu đi đâu đấy? Ui, chạy ngay đi cậu ơi. Làm sao vừa phải chạy? Nãy tớ gặp một con Huggy Wuggy. Nó đánh tớ, nó đạp tớ đây này. Con Huggy Wuggy á? Ừ. Ui, con này là cái con ở trên game cái đúng gì đấy? Đúng rồi, Poppy Playtime hay gì pop ý. Ui, con này là con người xấu đấy. Ừ. Nhưng mà thế tại sao cậu lại gặp được nó mà tại sao nó lại đánh cậu? À, tớ gặp một con Huggy Wuggy con ấy cậu ơi. Nó đang trèo vắt vẻo trên cây. Thế là tớ ra tớ trêu nó. Thế về sau Huggy Wuggy bố nó ra. Nó đánh tớ cậu ơi. À, thế là do cậu trêu nó gì? Ừ. Thế ai bảo cậu trêu nó à? Chứ tớ với robot của tớ có trêu nó đâu mà bọn tớ phải chạy mà tớ chả sao bọn tớ đi tìm đồ tiếp đây. Tớ với đây tớ với robot của tớ đang đi tìm đồ đấy. Ui nhím ơi. Cái gì? Tớ nhìn có gì phía trước kìa. Ui con Huggy Wuggy. Ui con Huggy Wuggy đang đuổi ai kìa. Ôi giời ơi, không xong rồi Trang ơi. Con Huggy Wuggy màu xanh. Ừ. Nó đang đuổi theo con gì ấy? Cái con này hồi nãy nó đánh tớ đấy cậu ơi, đau lắm. Ui, hình như là con này nó đói rồi sao? Bây giờ nó đi tìm đồ ăn, nó bắt các con vật để nó ăn thịt thế sao ấy? Thôi không được rồi, không được rồi. Thế này thì mình phải tìm cách nào để tiêu diệt con này thôi. Chứ không mà để thế này á, thì nó bắt hết các con vật ở đây đấy. Ừ. Con Huggy Wuggy này, ui, con này chân tay nó dài thật đấy. Được rồi, hôm nay ta sẽ đấu võ với ngươi để xem ai chiến thắng. Tráng ơi, tớ mới học được môn võ này á, để xem là có đánh bại được con này không nhá. Nào, úi giời ơi, úi giời. Cẩn thận, úi con này nó chơi dặm chân. Ba Trang ơi đi. Ui giời, cậu này ghê cơ, học võ mà lại còn đánh thua cái con Huggy Wuggy. Con này Huggy Wuggy nó không biết võ đâu. Con này nó chỉ được cái chân tay dài thôi. Ui con này nó gian xảo quá. Ui thế nó dẫm sưng cả chân cậu rồi. Nó cậy chân nó dài thế là nó dẫm vào chân tớ chưa
kịp thi triển võ thì đã bị dẫm vào chân rồi. Ui, không được, không được rồi. Cái này thì mình phải nhờ người giúp đỡ thôi, mình phải tìm cái gì giúp đỡ thôi. Ui, vô của con bắt đầu đi tìm đồ rồi kìa. Ui, nó tự đi được cả cậu. Nó chỉ là phía trước thôi. Thế? Ừ, ở trong phía trước có cái gì ấy. Ủa, có gì này cậu ơi? Cái gì đang bị mắc kẹt trong bụi cây này? Ui, cái bụi cây này là bụi cây gai đấy anh. Đây là cây hoa xấu hổ đấy cậu ơi. Cây này có gai, sờ vào nó cắm vào tay đấy, đau lắm. Người nó toàn gai thôi cậu ơi. Đấy, cái con gì nó đang dây dây ở bên trong kìa, để mình giúp nó ra nhá. Ừ, cẩn thận đấy. Ôi gai. Ôi nè 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 nè, đừng dãy nữa anh. Ui, nhiều gai quá các bạn ơi. Anh. Ui giời, đây rồi. Wow. Đây là con gì đây nhỉ? Đây là đầu của một con chó. Ui. Chó mít. Sao lại nó chỉ có cái đầu đấy cậu ơi mà nó lại cứ rung này. Ui. Ôi con này nó còn nhạy được theo tiếng mình nhá mọi người ơi. Xin chào chó mít. Xin chào. Ồ, hình như nó không thích cậu đấy. Sao nó... Ồ, nó chạy chỗ cậu kìa. Đấy. Đấy, thế thì chứng tỏ là cậu không có yêu chó, nhà cậu không nuôi chó đúng không? Không, nhà tớ không nuôi chó à? Đấy, nhà tớ nuôi một con chó mít nha, ngày nào tớ cũng phải tắm rửa cho bạn chó mít của tớ ăn đấy. Cho nên là con vật kiểu như chó với mèo các bạn ấy quý tớ lắm. À, con robot của cậu có chiến đấu được không? Nhưng con robot của tớ là bé tí tí, làm sao mà nó chiến đấu được? Ồ, nó đi đâu kìa cậu? Ôi, nó chạy đâu kìa Trang ơi? Ui, nó chạy ra chỗ cái lá kìa. Lại xem đi. Ở đây có cái lá này. Chạy có cái lá giữa đường này. Ui, không phải cái lá đâu. Ở dưới cái lá này là cái gì ấy Trang ạ? Wow. Đây là cái gì? Cái này... Nhìn cứ như trông... là các viên thuốc ấy. Ừ, trông như bên trong nó là kẹo ấy. Mình thì mang vào đây mình xem nào. Tớ mở ra nhá. Ừ. Lạ thật đấy. Ui, chặt thế. À, mở được rồi. Sao ai lại vứt kẹo ra giữa đường thế này nhỉ cậu nhỉ? Ừ nhỉ, ở bên trong nó có cái gì này? Ôi, để tôi lấy ra xem nào. Ui, có chữ đấy cậu ơi, cậu biết đọc chữ không? Tớ quên mất hết chữ rồi, tớ nghỉ ở nhà nhiều quá tớ quên mất chữ rồi. Ui, thế là dịch Covid ở nhà không học hành gì à, đưa đây tớ đọc cho. Chữ này là chữ gì? Đây là chữ kẹo khổng lồ. Ồ. Thế là ăn cái kẹo này vào là biến được thành người khổng lồ đấy cậu ơi. À, biến thành khổng lồ à? Ừ. Được rồi, hay là mình cho con robot này của cho robot của tớ ăn một cái. Thế là nó biến thành khổng lồ xong nó đi nó chiến đấu với con Huggy Go ghi đi. Ừ, ý tưởng hay đấy. Ui, đưa đây xem nào. Robot ơi, ăn đi này. Ấy, ui, cậu ơi, robot của tớ ăn rồi kìa. Ui kìa. Đâu, sao có thấy hiện tượng gì đâu nhỉ? Ô, nó đang rung kìa. Ui. Ui, 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 ui. Robot của mình nó to lên này các bạn ơi. Ui, ui, ôi. Bây giờ nó cao bằng người mình này mọi người ơi. Nó cao bằng tớ luôn rồi này. Thế thì cậu bảo con robot của cậu đi ra chiến đấu với con Huggy Wuggy đi. Đi thôi, robot ơi. Robot ơi, tiến lên đi, Huggy Wuggy kìa. Ui, con này trông cũng nhanh nhẹn rồi đấy, chân tay nó dài nhỉ Trang nhỉ. Ừ, nhưng mà tớ sợ robot của cậu không đánh lại được nó đâu. Còn đâu robot của tớ đấm bốc cái kìa, đấm bốc đi robot ơi, ra mà đi. Ấy, ấy chưa, ui ôi, robot của tớ nó đang đấm điên cuồng kìa, con Huggy Wuggy kìa. Ui, được đấy, robot của cậu có vẻ là chính như là đúng chuồng ấy nhỉ. Đấy, bù kìa, ui, con Huggy Wuggy nó bị đánh bay rồi kìa. Trời ơi, robot đánh như thế mày như kiểu võ sĩ quyền anh ấy, làm sao mà con Huggy Wuggy chịu được. Cậu thấy chưa, robot của tớ nắm đấm nó mạnh không? Ừ. Nó chiến đấu như thế cơ mà đấm, đấm liên tục lúc không cho con kia nó. Tớ cứ tưởng là robot của cậu không chiến thắng được ý. Úi giời ơi, tốc độ đấm liên tục luôn, con kia nó không kịp trả tay luôn mà. Đấm phát mấy phát nó bay luôn. Ừ, thế robot của cậu này có đi tìm đồ được không? Vừa nãy đang đi tìm hay. Không được rồi, tớ vừa kiểm tra cái đây này. Bình thường robot của tớ nếu mà còn năng lượng ấy thì mắt nó sẽ sáng lên như này nhưng mà bây đúng rồi. Kiểu bị sức ấy, trong này hết năng lượng ấy. Bởi vì nó biến thành khổng lồ mà nên là nó tiêu tốn năng lượng nhiều hơn, thế nên là bây giờ nó không đi được đâu. Bây giờ tớ phải về tớ để tớ nạp điện cho robot của tớ đã. Ừ thì thôi đi về đi.